Diệu Mộc Sơn, Thập Cốt Lâm và Long Địa Động là ba vùng đất trong truyền thuyết có thể giúp cho một người đạt tới cảnh giới hiền nhân. Trong đó, hang Ryuji được xem là lãnh địa linh thiêng của loài rắn, đứng đầu là Bạch Xà Tiên Nhân, đồng thời cũng là nơi hoa hậu thân thiện Orochimaru tu luyện thành tài. Nếu núi Mizuboku là cái nôi sản sinh ra vô số chiến binh cấp dũng mãnh, thì hang Ryuji lại được xem là vùng đất khởi nguồn của những con rắn thiện chiến bậc nhất trong thế giới ninja. Hôm nay, xin mời anh em cùng với Ego Tuna điểm danh lại tất tần tật những con rắn bá đạo nhất ở Long Địa Động đã từng xuất hiện từ trước đến nay. Con rắn đầu tiên có mặt trong ngày hôm nay, tất nhiên không ai khác, đó chính là Tagorihime. Ấy, anh em cứ bình tĩnh, đây không phải là người đâu, nên anh em đừng nhầm nha. Mặc dù sở hữu hình dáng trông cực kỳ giống con người, thậm chí còn xinh đẹp là đằng khác, nhưng chắc chắn một điều rằng cô ả là một con rắn chính hiệu. Tagorihime là một trong ba xà công chúa sống trong hang Ryuji, có nhiệm vụ thử thách những người tìm đến hang động này. Để có thể được diện kiến Bạch Xà Tiên Nhân, một người phải vượt qua được ba thử thách do chính những xà công chúa này đặt ra. Theo như quy tắc, một khi kẻ khiêu chiến thất bại trong bất kỳ thử thách nào, ba công chúa đều được phép ăn tươi nuốt sống và hấp thụ chakra của nạn nhân. Do cô chẳng thiên về chiến đấu, nên không có gì bàn cãi khi xà công chúa và hai người chị em của mình đều được xếp ở bét bảng ngày hôm nay. Tagorihime là một con rắn lương lẹo và xảo trá nhất trong cả ba công chúa. Mặc dù ban đầu thể hiện mình là một người tốt bụng, niềm nở đón chào những người trong nhóm của bồ con đến chơi, nhưng trên thực tế, Tagorihime lại luôn tìm cách để lừa gạt, để có thể ăn chakra của những chú bé đần đến từ Konoha. Thử thách mà cô đưa ra chính là cám dỗ. Tagorihime có khả năng thi triển ảo thuật, khiến cho thức ăn bị ôi thiêu và có độc, trở thành một bữa tiệc thịnh soạn nhằm đánh bả con mồi đi lạc vào hang Ryuji. Bên cạnh đó, cô còn cho thấy bản thân có khả năng bay lượn khá là độc đáo và có thể ăn được chakra của kẻ khác. Vị trí thứ hai thuộc về một con rắn có cái tên độc méo cả mồm, và đó chính là Ichikishimahime, là một trong ba xà công chúa. Tất nhiên cô có thể chuyển đổi qua lại giữa hình dáng rắn và người của mình. Vẻ bề ngoài cho thấy Ichikishimahime là một con rắn yêu đời, vui tươi hơn hẳn hai người chị em của mình. Nhưng ít ai biết được rằng cô có sở thích là ăn chakra của con người, đặc biệt là những ai đang hấp hối. Thử thách mà Ichikishimahime đem đến chính là trí tuệ, buộc người tham gia phải động não để vượt qua. Điều này sẽ nhanh chóng bào mòn ý chí và sức chịu đựng của nạn nhân, cho đến khi họ từ bỏ thì cô sẽ lo hậu sự cho những kẻ xấu số. Là một con rắn trung thực và thật thà, xà công chúa không hề giấu giếm bản chất của chính mình, thậm chí còn sẵn sàng biến hình để cợt nhã vô con. Ichikishimahime cũng có khả năng bay lượn trên không. Kỹ năng nổi bật nhất của cô là sử dụng một dạng ảo thuật để đưa đối phương vào lãnh địa riêng. Sau đó, cô sẽ thử thách họ bằng cách ép nạn nhân phải chơi đá. Nạn nhân cứ thế chìm vào cơn phê, và cho đến khi đập đá, đập vỡ những viên đá để có thể giải được thử thách, thì ảo thuật mới bị hóa giải. Cái tên cuối cùng trong bộ ba xà công chúa có nhiệm vụ bảo vệ Long Địa Động, đó chính là Tagisuhime. Cũng giống như hai người chị em của mình, cô là một trong bộ ba công chúa có nhiệm vụ đưa ra thử thách dành cho những người có tham vọng đi vào hang Ryuji. Được cho là con rắn có khả năng chiến đấu tốt nhất trong bộ ba phế vật, Tagisuhime có khả năng sử dụng ảo thuật cực kỳ điêu luyện để bẫy bất cứ ai vào trong hang động này. Trái ngược với hai xà công chúa còn lại, Tagisuhime khá là tàn bạo, thậm chí cô không ngần ngại tấn công và ăn thịt bất kỳ một ai dám cả gan bước vào Long Địa Động mà không có sự cho phép. Minh chứng cho sự máu chó của cô là khi cô đột ngột lao vào đòi tán thằng bô con mà không hề báo trước. Tuy nhiên, giống như hai người chị của mình, Tagisuhime vẫn thể hiện sự tôn trọng nhất định đối với những người có thể vượt qua cả ba thử thách. Một khả năng giết người khác của Tagisuhime đó chính là khi cô cắn trúng đối thủ, cô có thể thi triển ảo thuật khiến cho nạn nhân rơi vào những đấu tranh tư tưởng với những người đồng đội của mình. Đây là thử thách kiên định. Nếu là những người tâm lý yếu, họ rất có thể sẽ chìm trong suy sụp và mãi mãi mắc kẹt trong ảo mộng của cô. Ảo thuật này chỉ có thể bị phá vỡ nếu như một người có đủ niềm tin vào bản thân. Tagisuhime cũng có khả năng bay lượn và ăn chakra của kẻ khác. Xếp trên bộ ba phế vật là một bộ ba khác, cũng phế không hề kém, cơ mà ít nhất thì cũng có chút phá hoại nên được ưu tiên xếp mâm trên. Đó chính là ba con rắn do thím Orochimaru triệu hồi trong sự kiện hủy diệt Konoha năm xưa. Chưa cần nói nhiều về khả năng, chỉ bàn về kích thước, độ khổng lồ của chúng là đủ hiểu được mức độ phá hủy từ bộ ba rắn này lớn đến mức nào. Trong anime, ta có thể thấy đây là một con rắn ba đầu, với chiều cao vượt trội hơn hẳn mọi công trình tại Konoha thời bấy giờ. Chúng dễ dàng san phẳng mọi thứ trên đường đi của mình chỉ bằng cách trườn qua và không cần làm gì cả.
Một cái quật đuôi có thể đưa một công trình trở về trạng thái chưa xây chỉ trong nháy mắt. Tuy nhiên, một trong ba cái đầu của con rắn này đã bị Jiraiya nghiền nát khi ông triệu hồi Gamma Hero. Kể từ đó trở đi, chúng ta không còn được nhìn thấy bộ ba con rắn đần này thêm một lần nào nữa. Không để làm xấu mặt dòng họ nhà rắn, thì cái tên tiếp theo sẽ gỡ gạc lại một chút danh dự cho động Ryuchi. Xin giới thiệu, Xà Vương Manda, cụ linh thú triệu hồi thuộc biên chế của Orochimaru. Vua rắn Manda được xem là con rắn lớn nhất nhì trên thế giới, thậm chí ngày còn lớn hơn cả Gamabunta và dễ dàng cuộn quanh Katsuyu. Với giao diện được sơn màu tím thủy chung của mình, Manda cũng sở hữu cho mình một bộ nhá có kích thước khổng lồ với nhiều răng nanh nhọn hoắt có thể nuốt chửng cả cốc đại vương Gamabunta. Không biết ngày có vợ chưa, nhưng chúng ta có thể thấy rằng Manda bị cắm tới 4 cái sừng trên đỉnh đầu. Đúng như danh xưng thủ lĩnh tộc rắn của mình, Manda vô cùng kiêu ngạo, bố đời và luôn cho mình là số 1. Nó dường như chỉ phục vụ một mình hoa hậu thân thiện Orochimaru, do chỉ có mỗi ngày rắn là Manda đánh không lại. Chính vì điều này nên Kabuto từng bày tỏ quan ngại sâu sắc rằng Xà Vương sẽ bật lại chủ nhân nếu như nó biết rằng ngày rắn Orochimaru đã mất đi khả năng quay tay và không thể nào thực hiện được nhẫn thuật. Ngay cả trong trường hợp được triệu hồi, Manda luôn phàn nàn rằng nó không muốn nhận lệnh từ bố con thằng nào hết. Và đặc biệt Orochimaru phải trả công xứng đáng cho sự cống hiến của nó thì Manda mới chịu tham chiến. Nếu chẳng may thua trận, Manda sẵn sàng buông lời chó má để đe dọa ngày rắn. Nó hẹn ngày chuẩn bị nhận một hình phạt thích đáng cho lần triệu hồi tiếp theo. Tuy nhiên, do thích khẩu nghiệp nên quả báo đến với vua rắn khá là sớm nha. Khi vua rắn bị sặc triệu hồi lên chỉ để làm bia đỡ đạn, Manda chính thức thăng thiên sau khi ăn trọn một quả C0 đến từ nghệ nhân đánh bom liều chết Deidara mà không kịp chăn chối. Kể đến, con rắn được cho là kẻ kế vị của Xà Vương Manda, đồng thời là thú triệu hồi của Babasuke, rắn Aoda. Do là đệ của Sắc, nên tất nhiên Aoda cũng rất ra gì và này nọ. Kích thước, tốc độ, trí thông minh và bản năng chiến đấu của Aoda không hề thua kém so với vua rắn Manda và thậm chí còn có phần nhỉnh hơn. Điểm vượt trội đáng kể nhất của nó có lẽ là tốc độ cực kỳ nhanh và linh hoạt, không chỉ có thể di chuyển vượt qua cả đám hổ lốn trên chiến trường, mà nó còn rất khéo léo tránh được tất cả những đòn tấn công đến từ đội quân nhân bản của thập vĩ. Bằng tài năng đánh võng móc đầu của mình, Aoda có thể đảm bảo cho Sặc một sự an toàn nhất định để có thể yên tâm tham chiến. Điểm trừ duy nhất của Aoda là quả thiết kế hình dáng trông như con giun đất với cái đầu tù trông khá là giống cái cần tăng dân số của anh em chúng ta. Trái ngược với Manda, Sasuke phải dùng Sharingan thì mới điều khiển được vua rắn. Aoda lại cho thấy nó là một con rắn rất lịch sự, hòa nhã và cực kỳ tôn trọng người triệu hồi mình. Điều này được thể hiện qua việc khi Aoda nói chuyện với Babasuke, nó luôn luôn dùng kính ngữ Sama. Kèm theo đó, Aoda tuân thủ rất nghiêm túc tất cả mệnh lệnh từ chủ nhân của mình. Biết được nguyên nhân cái chết của vua rắn Manda, đồng thời cũng hiểu được sự nguy hiểm đến từ nhân tố Uchiha. Aoda thậm chí còn sẵn sàng giúp đỡ vô điều kiện cho con gái của Babasuke. Mặc dù giữa cả hai không hề có khế ước triệu hồi nào, chắc chắn là sẽ chết rồi. Aoda cũng có thể chiến đấu một chọi một với nghịch lân Garaga nhằm câu giờ cho nhóm Boruto cắn trộm từ bên ngoài. Đứng trên Aoda một bậc là con rắn thiện chiến nhất Long Địa Động, độc nhãn Garaga. Nó được cho là con rắn mạnh nhất nhì trong hang Ryuchi ở thời điểm hiện nay. Tuy nhiên, do bản tính hiếu chiến nên ngay cả những con rắn trong Long Địa Động cũng không muốn dây dưa với Garaga. Trước đây, Garaga là linh thú triệu hồi của một shinobi đến từ làng đá. Cả hai là những chiến hữu thân thiết với nhau, cùng nhau bảo vệ ngôi làng. Nhưng do một sự kiện không may xảy ra, hai bên đã có một số hiểu lầm. Garaga bị chính người triệu hồi của mình phản bội và gây nên vết sẹo ở trên mắt, kết hợp với màu da đỏ như máu đặc trưng. Kể từ đó nó còn được biết đến cái tên là độc nhãn huyết xà của động Ryuchi. Vết thương trên mắt đã luôn nhắc nhở Garaga về mối hận thù của mình. Chính vì vậy nên Garaga rất căm thù con người. Tuy nhiên, sau khi gặp gỡ bô con và ăn thêm quả thông não chi thuật gia truyền, thì Garaga dường như đã lấy lại được lòng tin nơi những shinobi đến từ thế giới ngoài kia. Bô con đã có thể ký được hợp đồng thời vụ với Garaga. Rất tiếc là về sau thì khế ước này đã bị hủy bỏ. Tuy vẫn còn cọc cằn và thô lỗ, nhưng Garaga vẫn luôn sẵn sàng hiện lên để giúp đỡ bô con những lúc khó khăn. Sức mạnh của Garaga là cực kỳ đáng nể. Nó có thể chống lại cùng lúc nguyên team của bô con, cộng thêm cả Aoda cùng một lúc mà không hề bị lép vế. Bằng bản năng thú săn mồi được tôi luyện qua nhiều năm, Garaga tỏ ra vô cùng thông minh khi quật ngã Aoda, rồi dụ cả đội địch tiến sâu vào lãnh địa của mình để lấy lại lợi thế. Một khả năng chết người mà độc nhãn xà sở hữu là lao nhanh tới và siết chặt con mồi đến chết. Và hơn hết nữa là nọc độc của nó có thể biến bất kỳ thứ gì trở thành đá, kể cả là con người. Vị trí kế cuối, mặc dù chỉ là nhân bản do Kabuto tạo ra, nhưng trên lý thuyết thì nó vẫn được xếp vào hàng linh thú triệu hồi.
Đặc biệt, nó lại còn là con ruột của Xà Vương, nên chắc chắn Manda đệ nhị vẫn có sổ hộ khẩu tại Long Địa Động và là cái tên tiếp theo có mặt trong danh sách hôm nay. Theo thông tin từ cuốn Thông Não Thần Công Databook, Manda đời thứ nhất là một con rắn dài khổng lồ hơn 100 mét, vô cùng xấu tính và kiêu ngạo. Ấy thế, nhưng nó vẫn chưa là gì so với con trong phòng thí nghiệm của Kabuto. Manda đệ nhị chính là bản sao từ Manda. Kabuto đã dùng tế bào gốc của vua rắn để kết hợp cùng với một số tạo dược do mình bào chế ra và tạo thành Manda đệ nhị. Kích thước của Manda đệ nhị cực kỳ khủng khiếp khi nó có thể quấn quanh rồi khống chế đảo rùa, nơi lần đầu bộ đôi Naruto và Killer Bee tái xuất. Mặc dù đảo rùa được công nhận là sinh vật to lớn nhất trong Naruto, vượt qua cả các vĩ thú hay là thiên thủ Quan Âm về mặt kích thước, vậy là đủ hiểu con rắn này có kích thước khủng bố như thế nào. Manda đệ nhị có 4 chi phụ, tương tự như 4 chân của một con rồng với móng vuốt sắc bén. Nó có thể nhanh chóng giết chết một con mực khổng lồ chỉ trong nháy mắt. Manda đệ nhị có lẽ là loài thú chịu hồi to lớn nhất và mạnh nhất trong lịch sử của Long Xà Động. Tuy nhiên, số phận của nó cũng nhỏ không kém, khi chỉ xuất hiện được một lần duy nhất thì đã được cho đi lãnh lương rồi. Nên không thể khẳng định rằng đâu mới là giới hạn cuối cùng của con rắn khổng lồ này. Cái tên chốt hạ cho danh sách hôm nay, con rắn mạnh nhất và quyền lực nhất, chắc chắn đó chính là Hakuza Sennin, hay còn được gọi với cái danh xưng là Bạch Xà Tiên Nhân. Bà là trưởng lão trong hang Ryuchi, đồng thời là thủ lĩnh tối cao của bầy rắn, trên cả vua rắn Manda một bậc. Chính bộ ba xà công chúa là những hậu cận thân tín nhất của bà. Ngay từ cái tên đã cho thấy được chân dạng của Hakuza Sennin là một con rắn trắng khổng lồ. Theo Orochimaru, Hakuza Sennin còn kiêu ngạo và khó thương lượng hơn Manda gấp trăm lần. Chính ngày rắn còn phải e dè và kính nể Bạch Xà Tiên Nhân là đủ hiểu được con rắn này có quyền uy tới cỡ nào. Là người nắm giữ tiên thuật rắn, tất nhiên sức mạnh của Bạch Xà Tiên Nhân không cần phải bàn cãi. Hakuza Sennin rất am hiểu về tiên thuật, sức mạnh trong người bà chính là tiên khí tự nhiên. Chỉ một phát cắn thì những người không đủ trình độ có thể biến thành rắn bất kỳ lúc nào. Nếu điều này xảy ra thì bà ta sẽ ăn tươi nuốt sống kẻ đó và chẳng cần báo trước. Bạch Xà Tiên Nhân cũng có thể sử dụng được ảo thuật cấp cao, vượt trội hơn cả ba người hầu của mình. Trên lý thuyết, tốc độ và sức mạnh của bà hoàn toàn có thể đạt tới cảnh giới hiền nhân, vượt qua cả Kabuto. Thậm chí có nhiều nguồn tin cho rằng bà có thể vận dụng được một số tiên pháp từ hiền nhân thuật như là Bạch Kính Thần hay là Vô Cơ Chuyển Sinh. Tuy nhiên vẫn chưa được xem là thông tin chính thức, nên anh em cũng có thể cân nhắc tham khảo nha. Trên đây là tất tần tật những con rắn bá đạo nhất ở hang Ryuji đã từng xuất hiện từ trước đến nay. Nếu còn thiếu cái tên nào, anh em hãy để lại bình luận phía bên dưới nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào video tiếp theo.